Ba anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Trước tiên ba anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe, giàu năng, tấn tung. Hai anh em hôm nay thì ăn cái món thịt heo nấu khâu nhục một bữa ha. Dạ. Món nấu nấu gì anh? Khâu nhục. Quảng Đông. Nhục. Nghe lạ lạ nè. Ừ, đây mình có chuẩn bị hai dĩa. Hai dĩa này có hai trái dưa leo để cho hai anh em ăn cho nó có dịp ngược lại. Em mới biết nè, anh nấu sao chứ em thấy cái già này là anh có áp chảo này đúng không? Đúng rồi, áp chảo. Hai ký ba yếu cũng như là hai ký trừ cái dĩa đi còn hai ký mốt đi mà cái nước rồi nữa. Tính cái thịt của phần cái thôi. Phải chọn số hai 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 ký ha. Dạ. Cái nước thì không bắt buộc ha. Để bằng này cũng vậy luôn. Cái như cái nước là không bắt buộc. Đó. Bây giờ hai anh em đưa ha. Dạ. À, xin giao chút không? Mà xin giao chút. Cho dễ quay. Thì hai anh em được 25 phút. Dạ. Trong vòng 25 phút, hoặc mà không hết thì mình tính lại số lượng. Dạ. Đôi nha, đôi mới kịp nha. Dạ. Chứ cái này thì thịt mềm, nói chung cũng dễ ăn. Sao? Thơm. Thơm ạ. À? Người thắng cuộc được 2 triệu ha. Thì đứng đây còn nghe mùi thơm đó, để tới mũi tới ăn luôn. À, sơn đại diện hai anh em tổng mời cô bác anh chị các bạn dùng thịt với hai anh em mình. Dạ, xin mời. Mời chúng mình đi. 1, 2, 3. Thank you.
Thank you.
Cảm giác và phơi ngưng nha, ngán rồi đó ngưng. Cố gắng nhiều khi cái biểu cảm không đẹp lắm. Em ngưng rồi. Ngưng, ok. Chờ tới chút. Cũng còn có 30 giây nữa, hết giờ. Rồi, luôn được đó, hết giờ rồi. Rồi bỏ cái mâm của em, giữ em lên đó. 700g yếu. Em còn nhiều quá. 750g. Bỏ tung, có tung lại cái tung. 700g yếu. Rồi cái này tưng. Thì cái cân này khi nó nhảy không ngay. Ok, tưng thua tưng. Tưng thua. Coi như em 750g. Tung cũng 700g yếu, coi như thua chút. Ok, phần thưởng của tung tung. Dạ. Mẹ tưng một phần tưng. Cảm ơn. Ba anh em ở đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của ba anh em mình. Ba anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe, dành an. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.